Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sáng nay thì Bùi Hồ có mặt tại thành phố Varanasi, một trong những cái thành phố cổ ngay tại đất nước Ấn Độ. Và nơi đây thì cũng có khá là nhiều người dân theo đạo Hindu, còn gọi là Bà La Môn. Với hơn 90% là người dân theo đạo Hindu thì dòng sông Hằng này là trong một trong những cái dòng sông cực kỳ linh thiêng đối với người dân đạo Hindu. Những người theo đạo Hindu tin rằng thì trong cuộc đời của họ, họ phải đến cái dòng sông Hằng này phải được tắm gội rửa một lần để cầu mong một sự may mắn gì đó, giống như ở đạo Phật á, cô bác anh chị. Thì họ sẽ thường xuyên đi đến chùa. Đây là hình ảnh thờ một cái con bò. Con bò được xem là một trong những cái con vật linh thiêng ngay tại đất nước Ấn Độ, và đặc biệt là những người theo đạo Hindu. Ở Ấn Độ á, mà các bạn mà xúc phạm con bò, như con bò nó đứng ngoài đường á, mà mình chạy xe thì mình phải nhường đường cho chú bò. Ở đây không được ăn thịt bò, và nước bò, nước tiểu của bò thì có thể rửa mặt nè, phân bò thì có thể làm những cái chất đốt vân vân. Nếu như mà các bạn mà ăn thịt bò ngay tại đất nước Ấn Độ là một điều gì đó thì mình sẽ có thể gặp những cái trắc trở liền. Hôm nay làm ăn buổi tối nhỉ? Dạ. Đây là ở xã hội, ở cái đất nước Ấn Độ thì sự phân chia giai cấp khá là rõ ràng. Ở đây chia làm 5 cái giai cấp, và đặc biệt những giai cấp ở những tầng lớp thấp á, là chỉ ngủ ở ngay tại ngủ như thế này thôi. Họ sẽ làm những cái công việc như là bốc vác rồi chạy xe, họ sẽ không được vô nhà hàng khách sạn. Theo Bà La Môn thì sẽ phân chia như vậy đó cô bác quý chị. Khi cô bác quý chị được sinh ra ngay tại ở tầng lớp thấp của Ấn Độ á, thì sẽ chỉ ăn nằm ngủ và như thế này, làm những cái công việc này. Và phía bên đây là chúng ta sẽ tới một cái dòng sông cực kỳ linh thiêng. Một cái dòng sông mà Bùi Hồ cũng đã từng ao ước, trước đây đã từng ao ước được đặt chân đến cái dòng sông này, đó là dòng sông Hằng. Đây là hình ảnh hai người phụ nữ Hindu, theo đạo Hindu họ đang làm một cái lễ cúng bái gì đó. Vinga. Cúng thần Vinga. Sáng nay chỉ khoảng 5 giờ sáng đó các bạn. Và bây giờ mời cô bác anh chị cũng như tất cả các bạn cùng lại xuống dòng sông Hằng với mình ha. Với hơn 1 tỷ dân, 1 tỷ 3 dân thì ở Ấn Độ có một cái lễ hội cập bên bờ sông Hằng này của theo đạo Hindu các bạn, thì đó là một trong những cái lễ hội được xem là lớn nhất của thế giới, với hơn 1 tỷ dân hành hương về hành bên bờ sông Hằng này. Đây, cái nơi mà mình cần đặt chân đến cũng đã đến rồi. Sông Hằng là một cái dòng sông cực kỳ linh thiêng, và dòng sông này nó bắt nguồn từ dãy Himalaya của Nepal á, chảy xuống đây. Vì sao người dân Ấn Độ lại chọn cái con sông này là một trong những cái nơi để mà gội rửa bị tội lỗi? Vì có một cái nhánh sông khoảng 200 km, thì cái dòng sông này nó sẽ chạy ngược về dãy Himalaya. Người ta tin rằng khi chết mà được hỏa thiêu, tro cốt được thảy xuống cái dòng sông Hằng này cô bác anh chị, thì sẽ được trở về với lại thiên đàng. Người ta tin rằng cái dãy Himalaya đó là bắt nguồn của sự linh thiêng. Chắc có lẽ là cô bác anh chị còn nhớ là đợt đại dịch Covid 2 năm về trước, thì
ở Ấn Độ có một người ta chết và không kịp hỏa thiêu, có thể quan sát xuống cái dòng sông Hằng này luôn. Vậy bây giờ thì mình sẽ đi xuống cặp cái dòng sông Hằng ở cô bác của anh chị để quay cho cô bác của anh chị thấy rõ cái nơi đây luôn. Đây là những người theo đạo Hindu nè, và người ta thích được ngủ dưới này. Người ta tin rằng dòng sông Hằng này là một dòng sông mẹ, và người ta thích ngủ bên một cái dòng sông này. Ở đây có khá là nhiều người họ ngủ chỉ trùm một cái khăn lại thôi cô bác quý anh chị. Cặp bên bờ sông Hằng đó. Sáng nay thì một cái không khí nó khá là yên bình ha. Đây, những người dân theo đạo Hindu họ tắm cặp bên một cái bờ sông Hằng. Đây. Có rất là nhiều người họ không phải ngay tại thành phố Varanasi này, nhưng một lần họ ước rằng một lần trong đời được tắm bên cái dòng sông Hằng này để gọi vừa rửa đi những cái tội lỗi, cũng như là sẽ họ tin rằng khi tắm bên cái dòng sông này sẽ có những cái phước lành đến với mình. Ở đạo vậy là Bùi Hồ đã có mặt trên cái dòng sông Hằng này, cũng đã ao ước từ nhỏ rồi, nghe về những cái câu chuyện về dòng sông Hằng linh thiêng nè, những cái câu chuyện kỳ bí về đất nước Ấn Độ. Và sáng nay thì đã có một cái buổi đến đây, thì mình cũng ghi hình cho cô bác quý anh chị chia sẻ, cũng như là một nhật ký, một hành trình đi về Ấn Độ, thì rất mong cô bác quý anh chị sẽ ủng hộ với Bùi Hồ ha. Những người dân họ ngủ ở đây, còn sáng nay là có người, cái người theo đạo Hindu họ đang làm một cái lễ cầu nguyện vào buổi sáng ngay tại bên bờ sông Hằng. Đây có một người ngủ ở trong cái ngôi nhà này nè cô bác quý anh chị. Họ giống như những người vô gia cư gì đó. Nhưng mà có nhiều người thì họ lại thích ngủ tại như thế này. Sáng nay thì cũng khá là lạnh, và nghi thức tắm sông Hằng cũng như là những người dân theo đạo Hindu tắm sông Hằng á, thì đối với họ là một cái điều gì đó rất là linh thiêng. Ai cũng, những người theo đạo Hindu thì ai cũng mong muốn một lần được tắm bên cái dòng sông Hằng như thế này. Và thậm chí là có những người khi mà họ mất đi á, khi được hỏa thiêu cặp bên cái bờ sông Hằng á, cô bác anh chị, thì họ mong muốn được giải tro cốt mình theo cái dòng sông Hằng này, vì họ nghĩ rằng sẽ tro cốt sẽ trôi ngược về dãy Himalaya, họ sẽ về được với thiên đàng. Cũng chắc mấy chú này cũng không có muốn mọi người ghi hình, nên ai muốn ai lại gần ghi hình đó thì họ sẽ rất là ngại luôn. Bây giờ thông tin lại với cô bác quý anh chị là bây giờ là chỉ có 6 giờ sáng thôi nha. Dân mà theo đạo Hindu á, thì Bùi Hồ có một cái cảm nhận rằng là họ sống rất là chậm rãi, họ làm một cái công việc gì đó từ từ, không cần vội vã lắm, và họ làm đến đâu hay đến đó. Có nghĩa là công việc đó họ cứ từ từ chậm rãi.
Ấn Độ là một trong những cái đất nước mà giàu đứng về tiềm năng kinh tế, là giàu đứng thứ 5 trên thế giới các bác anh chị. Nhưng vẫn còn có khá là nhiều người vô gia cư, họ sống len lỏi theo những cái cầm cầu nè, cắt những cái mái nhà tạm bợ và thậm chí là ngủ ở ngoài trời luôn. Đây là những người đàn ông họ tắm vào buổi sáng để mong một sự may mắn bên bờ sông Hằng. Nước ở đây thì rất là bẩn các bạn. Mỗi một cái quốc gia khác nhau có một cái nét văn hóa tâm linh tín ngưỡng khác nhau. Có những cái nên là nữ vì cái tín ngưỡng rất là lớn nên đối với họ những cái dòng nước ô nhiễm này không có hề hứng. Đó là một cái chuyện khá là bình thường. Đoàn họ đi ngắm dọc mà họ lên cái chiếc thuyền để mà chạy ngắm cái con sông Hằng. Ở đây ngẫu nghe cô Hồ nghe được một cái mùi mùi thêu á, thêu giống như mùi tử khí, không biết có phải không, cũng khá là hôi. Chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng sẽ lên một cái chiếc thuyền cùng với một cái chiếc thuyền ở bên kia cùng với mọi người để có thể đi ngắm cái bờ sông Hằng để cho các bạn cô bác quý anh chị có thể biết được một cái dòng sông linh thiêng ngay tại đất nước Ấn Độ ha. Maxim. Yeah. Dân ở đây họ nói là họ không có ăn cá, chỉ ăn thịt gà là chính thôi. Và ở đây họ không ăn cá, ngoài ra họ còn cũng không có ăn thịt bò nha cô bác anh chị. Bò là một cái con vật khá là linh thiêng, được tôn thờ ngay tại đất nước Ấn Độ nên họ không ăn bò. Còn cá thì họ sẽ không có ăn, họ sẽ người dân Ấn Độ họ ngay tại Varanasi thì họ cũng không ăn cá luôn. Hả? Cô bác anh chị nhớ là năm 2019 thì đất nước Ấn Độ trải qua một cái cơn đại dịch khá là khủng khiếp. Thì khi mà người ta thiêu không hết á thì người ta sẽ quăng xác của những người chết vì dịch đó thì họ sẽ quăng xác trên dòng sông Hằng này. Và cái nơi mà hứng chịu mạnh mẽ nhất là cái Ấn Độ Dương, tại vì dòng sông Hằng này có một nó chảy ra Ấn Độ Dương. Tuy nhiên thì trong khoảng 200 km ngay tại thành phố Varanasi này đó thì họ nói rằng là cái dòng sông Hằng này nó có một cái khúc sông chảy ngược về lại dãy Himalaya, nơi bắt nguồn của cái dòng sông Hằng này nè. Và phía trước hình ảnh của bác anh chị thấy là một cái những cái ngôi nhà khá là cổ ngay tại sông Hằng luôn. Chúng ta thấy một cái tháp khá là to. Sáng nay thì được ngồi ngắm trên cái dòng sông này thì một điều gì đó nó rất là may mắn cho Bùi Hồ cũng như là tất cả cô bác quý anh chị mà khi xem được cái đoạn clip này. Vì từ nhỏ mình đã có quan niệm rằng mình phải bước gần, phải một lần được đặt chân lên đất nước Ấn Độ này. Mình sẽ zoom gần gần lại cho cô bác quý anh chị thấy ha, những cái nếp sinh hoạt của người dân bên bờ sông Hằng.
của người dân nơi đây thì họ gắn liền với lại cái dòng sông Hằng, mọi tập tục sinh hoạt cho đến khi mà hỏa thiêu á, rồi quăng cái phần gãy cái phần tro cốt cũng dòng sông Hằng này luôn. Và đặc biệt nơi đây có một cái điều khá là lạ, đó là những người dân sau khi họ mất đi á, họ sẽ được những cái lò hỏa thiêu thủ công ngay tại nơi này. Và Bùi Hồ và cô bác quý anh chị cùng xem những cái tập tục độc đáo hay tội tại Ấn Độ này ha. Đốm lửa đằng xa xa đó, đó là một cái tục hỏa thiêu của sông Hằng đó cô bác quý anh chị. À, tục hỏa thiêu người mất ngay tại sông Hằng đó. À, đây là một cái nơi khúc sông mà họ dùng để hỏa thiêu những cái người mất nè. À, người dân ở Ấn á, sau khi mà họ bị được hỏa thiêu xong á, mất hỏa thiêu thì họ sẽ cái phần tro cốt á, họ sẽ gãy xuống cái dòng sông Hằng này. À, những cái đống lửa to đó cô bác có chị thấy không? Hiện tại thì Bùi Hồ thấy được là có hai cái đống lửa to hỏa thiêu, và người ta ước tính rằng ở nơi này có hàng chục hoặc là đến thậm chí là đến cả trăm vị cái hỏa thiêu ngoài trời như thế này. À, hỏa thiêu này là hỏa thiêu bằng củi nha cô bác anh chị. À, hỏa thiêu củi ha. Mình sẽ zoom gần lại tí xíu. Đây là tục hỏa thiêu của người mất ngay tại Ấn Độ, cặp bên vào sông Hằng. Ở đây thì chúng ta thấy là chất củi rất là nhiều ha. Chắc có lẽ là nơi này thì cũng có cái mùi tử khí khá là nồng nặc và củi đốt liên tục như thế. Đây là ở đây là vòng là củi nè. Cậu bác anh chị thấy không? Họ chất củi đầy đống như vậy. Và sau đó thì họ sẽ hỏa thiêu người mất ngay tại chỗ này. Nãy giờ thì cặp trên dòng sông thì mình thấy đây là một cái nơi hỏa thiêu người mất, hình như là tập trung ngay tại chỗ này luôn á mọi người. Đây. Họ thiêu hoàn toàn bằng thủ công ha, sẽ đốt bằng củi nè. Còn bên đây là những người vô gia cư, họ đang nằm ngủ cặp gần bên cái lò hỏa thiêu luôn. Từ đây đến cái đoạn ở bên đây thì nó khoảng chừng là, mình ước chừng là khoảng chừng 50 mét thôi, nhưng mà họ có thể ngủ một cách ngon lành. Ở đây thì có khá nhiều tầng lớp, và đây là những người thuộc dạng vô gia cư, hoặc là có những người họ muốn đến đây để mà làm những cái công việc cho việc hỏa thiêu người chết á. Tại vì những người giàu thì mới có thể là có tiền để mà hỏa thiêu và gãy phần tro cốt xuống dòng sông Hằng. Ra phía trước này thì mình sẽ nhìn rõ hơn một tí xíu về tập tục hỏa thiêu ở Ấn Độ. Tuy nhiên thì cũng khá là mờ, lý do là mình không có được neo thuyền ngay tại gần những cái lò hỏa thiêu như thế này. Và bây giờ cái chiếc tàu của mình đang chạy gần nhất cái nơi hỏa thiêu để có thể quay cho cô bác quý vị như tất cả các bạn để biết thêm về một cái tập tục có tuổi đời hơn 2.000 năm ngay tại đất nước Ấn Độ. Và ở Ấn Độ thì đa số người dân họ chết thì họ mất, sau khi họ mất đi họ sẽ được hỏa thiêu. Và đây là những cái chiếc xuồng chứa củi rất là nhiều nè. Đây, để dùng lại cho cô bác quý chị thấy hả. Bắn sóng á, bắn sóng rồi thì không được.
Thôi đẹp quá, quay được cái này. Ở bên đây người ta sẽ hỏa thiêu và người ta sẽ gãy tro cốt ở dưới dòng sông. Tuy nhiên chỗ này là người dân họ đang sinh sống nè, họ đang tắm ở đây luôn nè. Những người dân họ đang truyền tuổi lên nè. À, còn đây là có hai bức tường ngăn chặn đó, thấy không? Với lại không cho người ngồi, không phải là người đi du. Yep, hello. Bạn đi qua bên hà đi. Bên kia cũng một con số nhỏ. Làm tarif bola tilap se dekh liya. Những người sống ở đây họ luôn chứng kiến vào cái khoảnh khắc là sinh tử nơi đây thì phải nói là cũng khá là gồng gợn. Phải nói ở trong bên kia họ tắm chưa? Tắm là bên trong á. Đây những người đây họ ngăn đúng rồi, nước ở trong này họ xử lý rồi. Đây, cái dòng sông này là nơi này họ tắm nhiều nhất nè. Chalo bhai, goma lo. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến được cái cảnh người dân mà 6 giờ sáng họ xuống sông họ tắm như thế này. Những cái chiếc thuyền này không phải là những cái chiếc thuyền đánh cá đâu ha, mà là những cái chiếc thuyền họ bơi trên sông và cũng như là một số cái chiếc thuyền họ sẽ khai thác du lịch ở Cô Bác anh chị. Nó bị ám mùi khói củi á. Nó là một màu xám xịt luôn. Người ta nói cái dòng sông Hằng này bây giờ là được mệnh danh là một trong những cái dòng sông ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên khi đến sông Hằng này mà không đưa tay xuống cái dòng nước này á thì coi như là mình chưa đến được sông Hằng. Nước cũng khá là xanh nha mọi người.
gần cái lò hỏa thiêu đằng kia luôn. À, đây là một cái nghi thức cầu nguyện của một người dân Bà La Môn ở Ấn Độ mà. Giống như tắm nắng. Mà là chỉ một buổi sáng thôi mà cô bác quý anh chị có thể thấy là những cái nét văn hóa rất là khác nhau, những cái tập tục của những cái đạo Hindu nè khác nhau và những cái trường phái của những cái giáo khác nhau các bạn. Đây là những người theo Bà La Môn. Họ đang làm một cái nghi thức lễ gì đó. Ở bên này thì những người họ buôn bán những cái lễ, cái phẩm để mà thả xuống dòng sông Hằng. Cái nét văn hóa ở mỗi cái quốc gia khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Và Bùi Hồ thì cũng không thể hiểu hết những cái phong tục tập quán của họ để mà chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị biết thì có thể comment cho Bùi Hồ ha. Đây. Bác
này ơi, no give money, no give money, bà bà, oh bà bà, hello sister, đối họ thì 20 ruby có thể người sống của cả một gia đình, nên khi gặp người khách Việt Nam á thì họ lại giành giật luôn mọi người. Mình sẽ cho ông cụ này 20 đô, 20 ruby. No, no. Yeah. Bây giờ mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lý do mà khi mà mình cho thì họ sẽ đu bám theo mình rất là dữ mọi người. Bây giờ mình có một cái ngọn nến nhỏ nhỏ với lại một cái những cái hoa hoàng thọ, mình sẽ thả xuống cái dòng sông Hằng này cũng như mà cầu mong một sự may mắn phước lành trên một cái dòng sông thiêng này. Chúc mọi người được xem video clip này vui vẻ cũng như là kết thúc cái đoạn clip này ha, và khám phá về vùng đất Ấn Độ thì cũng có nhiều cái nét văn hóa cũng như là tín ngưỡng. Rất mong cả nhà ông nghĩ ha. Giờ chúc cho em phía sau đi đã, còn cái lưng em phía sau. Rồi xong, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị lúc sau ha.